Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ làm một cái món gỏi, đó là cái gỏi bí ngòi. Mình sẽ quay lại video mình chia sẻ đến cho các bạn cùng xem. Các bạn có thích hay vào bếp và cùng làm chung với mình nhé. Gia vị gồm 2 quả bí ngòi, 1 củ cà rốt, 2 bịch bún tàu và 2 hộp cá mồi. Bây giờ mình sẽ sơ chế nguyên liệu. Đầu tiên thì mình sẽ bào cái 2 quả bí ngòi và củ cà rốt. Khi mình bào sợi và mình sẽ cho vào một cái nồi nước sôi. Mình trụng sơ cái bí ngòi và cà rốt. Các bạn lưu ý là mình chỉ trụng sơ thôi. Khi mà nước sôi lên thì các bạn cho cái bí ngòi và cà rốt vào. Nước sôi tiêm lên thì mình sẽ đổ bí ngòi ra, mình rửa thật sạch và mình ngâm vào nước đá. Sau đó mình sẽ luộc cái bún tàu. Nước bây giờ đã sôi. Thì mình sẽ cho cái bí ngòi vào, mình luộc trụng sơ. Khi cái quả bí ngòi đã sôi tim lên thì mình sẽ nhấc bếp xuống. Mình xả nước lạnh cho nó nguội hẳn thì mình sẽ ngâm vào nước đá. Các bạn lưu ý là đừng có để lâu quá, nếu mà để lâu quá thì cái bí ngòi của mình nó sẽ rất là mềm. Mình đã xả sạch và mình ngâm vào nước đá đợi khoảng 10 phút. Để cho cái bí ngòi và cà rốt nó hơi cứng lại, nó có độ lạnh thì nó sẽ giòn. Mình ngâm như thế này trong vòng 10 phút. Sau khi đã 10 phút sau thì mình chế cái nước đó ra và mình để ráo. Sau đó mình vắt cho nó thiệt là khô. Bún tàu thì mình cũng đã trụng rồi. Thì bún tàu thì cái sợi nó rất là dài thì các bạn nên lấy kéo và mình sắp dài sắp để cho nó ngắn trở lại. Còn bún tàu nó dài thì mình cắt một tí để cho nó ngắn trở lại, chứ mình không có nên để dài như thế này. Mình vắt cho nó thiệt là khô. Khi mà nó đã khô như thế này rồi thì bắt đầu là mình cho vào thau và mình trộn. Gia vị gồm có là 2 muỗng dầu mè, 1 muỗng canh đường, 2 muỗng cà phê muối, 1 ít bột ngọt. Nếu gia đình các bạn không sử dụng bột ngọt thì các bạn bỏ qua. Còn nếu mà ai có sử dụng bột ngọt thì mình nên sử dụng bột ngọt. Mè, 2 hộp cá mồi và bún tàu. Mình sẽ cho tất cả hỗn hợp vào. Bún tàu, bí ngòi, dầu mè, đường, muối. Mình cho tất cả hỗn hợp vào, mình trộn. Sau đó thì mình sẽ cho 2 hộp cá mồi hộp như thế này. Mình sẽ cho vào thau gỏi của mình và mình trộn. Khi đã trộn vừa ăn xong thì các bạn gắt một ít mè lên trên đĩa để cho nó đẹp và cái thức ăn của mình nó được thơm hơn. Gỏi bí ngòi của mình đã làm xong thì các bạn nên nêm nếm gia vị cho vừa ăn. Thì ở nhà mình thì mình làm như thế thì vừa cái khẩu vị của gia đình mình. Nếu mà các bạn
cảm thấy là nó lạt quá thì các bạn có thể thêm muối để cho cái gia vị vừa cái gia vị khẩu vị gia đình của mình ăn. Thì cái gỏi này thì các bạn để vào ngăn mát của tủ lạnh, khi nào mà mình muốn ăn thì mình lấy ra mình ăn, nó không có bị ngán, bởi vì cá hộp đó thì nó không có ngán giống như là những cái thịt. Gỏi này ăn mát, rất là vừa miệng và ngon. Các bạn hãy vào bếp và thử nhé. Video gỏi bí ngò của mình đến đây đã hết rồi. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Bye bye.